Xin chào các em, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình sinh học lớp 9. Ở trong giờ học trước thì chúng ta đã tìm hiểu nội dung của hai bài, đó là ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Trước khi vào bài mới thì cô giáo sẽ chữa bài tập về nhà. Ở bảng 43.1, các sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt. Các em cùng quan sát đáp án. Ở bảng 43.2, các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường. Chúng ta cùng quan sát 4 nhóm sinh vật, tên sinh vật và nơi sống. Hôm nay chúng ta chuyển sang chương mới là chương 2, hệ sinh thái. Trong bài ngày hôm nay, cô giáo sẽ giới thiệu với các em hai nội dung. Nội dung thứ nhất là quần thể sinh vật, nội dung thứ hai là quần thể người. Ở nội dung thứ nhất, quần thể sinh vật. Thế nào là một quần thể sinh vật? Các em quan sát một số hình ảnh sau. Chúng ta thấy được đây đều là tập hợp những cá thể cùng một loài, cùng sống trong một không gian nhất định và vào một thời điểm nhất định. Các cá thể trong loài có khả năng sinh sản để tạo thế hệ mới. Tập hợp những cá thể như vậy thì người ta gọi đó là một quần thể sinh vật. Qua đó thì chúng ta có thể xác định được ngay ở trong bảng 47.1 đâu là quần thể sinh vật và đâu không phải là quần thể sinh vật. Vậy, thế nào là một quần thể sinh vật? Chúng ta có khái niệm như sau. Ngoài những ví dụ này ra thì các em có thể lấy thêm những ví dụ khác về quần thể sinh vật. Vậy một lồng gà, một chậu cá chép có phải là một quần thể sinh vật hay không? Nếu chỉ nhìn ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn trả lời ngay, đó là một quần thể sinh vật. Tuy nhiên, đây không phải là một quần thể sinh vật. Bởi vì lồng gà và chậu cá chép chỉ có dấu hiệu bên ngoài của một quần thể thôi. Còn để nhận biết quần thể sinh vật thì chúng ta cần phải biết được cả những dấu hiệu bên ngoài và những dấu hiệu bên trong.
Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Những đặc trưng cơ bản của quần thể. Trong nội dung này, cô giáo sẽ giới thiệu với các em ba cái đặc trưng cơ bản của quần thể. Đó là tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể. Thứ nhất, tỷ lệ giới. Tỷ lệ giới là cái tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực trên cá thể cái. Và ở đa số động vật thì cái tỷ lệ đực cái này sẽ là 50-50. Tuy nhiên, ở một số động vật khác thì người ta lại thấy tỷ lệ đực cái có sự khác nhau. Ví dụ, ngoài ra thì cái nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến cái sự phân hóa giới tính này. Ví dụ như là ở rùa, nếu cho ấp trứng ở cái nhiệt độ dưới 15 độ C thì cá thể rùa đực nở ra sẽ nhiều hơn cá thể cái. Và ngược lại, nếu cho ấp trứng ở nhiệt độ trên 34 độ C thì cá thể cái nở ra sẽ nhiều hơn cá thể đực. Như vậy, tỷ lệ giới phụ thuộc vào đặc điểm di chuyển của từng loài và điều kiện sống của môi trường. Điều đó cho thấy cái tiềm năng sinh sản của quần thể. Đối với thành phần nhóm tuổi, theo anh nghiên cứu ở trong bảng 47.2, ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi. Và chúng ta thấy được là ở quần thể thì có rất nhiều nhóm tuổi. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. Và ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi. Phần này các em nghiên cứu cho cô giáo trong bảng 43.2. Như vậy, ở quần thể sinh vật thì gồm có rất nhiều nhóm tuổi. Và cái thành phần nhóm tuổi này của quần thể còn được biểu diễn ở các dạng biểu đồ tháp tuổi. Các em quan sát ở trong cái hình 47 trong sách giáo khoa để tìm hiểu ba cái dạng tháp. Về mật độ quần thể, các em quan sát hình ảnh. Mật độ quần thể chính là số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay là một đơn vị thể tích. Và cái mật độ quần thể này nó thay đổi phụ thuộc vào chu kỳ sống của sinh vật và các điều kiện sống của môi trường. Như vậy, quần thể sinh vật có những đặc trưng cơ bản gì? Các em ghi nhớ cho cô giáo ba cái đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Đó là tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể. Trong ba cái đặc trưng này thì đặc trưng nào được coi là cơ bản nhất? Thì ở đây chúng ta thấy được chính là đặc trưng thứ ba về mật độ quần thể. Bởi vì cái mật độ quần thể này nó sẽ quyết định hai cái đặc trưng còn lại. Chúng ta cùng tìm hiểu sang nội dung thứ ba, ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật. Chúng ta thấy rằng khi các điều kiện sống của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, nơi ở, vân vân thay đổi thì sẽ dẫn tới sự thay đổi về số lượng cá thể của quần thể.
dựa vào thông tin trong sách giáo khoa. Các em hãy hoàn thành cho cô giáo các câu. Ở câu hỏi 1 thì chúng ta thấy được là vào những tháng nóng ẩm thì muỗi sinh sản rất là mạnh nên số lượng muỗi sẽ tăng cao. Cái mùa mưa là mùa sinh sản của ếch nhái nên vào mùa mưa số lượng ếch nhái cũng sẽ tăng cao. Chim cô gáy là loài chim ăn hạt nên chúng thường xuất hiện nhiều vào mùa lúa chín. Chúng ta có thể rút ra kết luận về ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật. Thứ nhất, điều kiện môi trường thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng cá thể của quần thể. Thứ hai, khi số lượng cá thể vượt quá khả năng của môi trường thì giữa các cá thể sẽ hình thành nên mối quan hệ cạnh tranh. Khi đó thì mật độ quần thể sẽ điều chỉnh về quanh mức cân bằng. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung phần 1 là quần thể sinh vật. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang nội dung phần 2 là quần thể người. Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác là gì? Các em cùng quan sát một số hình ảnh. Các em quan sát ở bảng 48.1. Xác định những đặc điểm có ở quần thể người và những đặc điểm có ở quần thể sinh vật. Chúng ta có thể xác định được ngay. Vậy sự khác nhau giữa quần thể người với quần thể sinh vật khác như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Và sự khác nhau đó thì nói nên điều gì? Ở nội dung thứ hai, đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người thì các em tự nghiên cứu trong thông tin trong sách giáo khoa.
Ta chuyển sang nội dung tiếp theo, tăng dân số và phát triển xã hội. Nghiên cứu thông tin mục 3 trong sách giáo khoa, phân biệt tăng dân số tự nhiên và tăng dân số thực. Ở nội dung này thì các em dựa vào những cái kiến thức địa lý để chúng ta trả lời. Chúng ta có thể phân biệt được giữa tăng dân số tự nhiên và tăng dân số thực như sau. Vậy theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dẫn tới những trường hợp nào trong các trường hợp sau? Chúng ta có thể xác định được vậy chúng ta có thể rút ra kết luận như sau. Chúng ta hãy liên hệ thực tế về cái sự tăng dân số có liên quan đến chất lượng cuộc sống. Lưu ý các em là dân số tăng nhanh thì nguồn tài nguyên sẽ bị cạn kiệt và tài nguyên tái sinh sẽ không đủ cung cấp cho nhu cầu của cuộc sống. Và chúng ta có thể quan sát sơ đồ có liên quan. Qua nội dung bài học ngày hôm nay, hãy nhắc lại cho cô giáo thế nào là quần thể sinh vật. Quần thể sinh vật có những dấu hiệu đặc trưng cơ bản nào? Thứ hai, mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào? Và thứ ba, vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có? Qua bài học này, các em hãy trả lời cho cô giáo câu hỏi 3 trong sách giáo khoa trang 142 và câu hỏi 1-3 trang 145 vào vở. Đọc mục em có biết trang 146. Đọc trước bài 49. Sưu tầm một số tranh ảnh về quần xã. Kẻ bảng 49 vào vở. Và một số chú ý như sau. Tìm hiểu chất cho cô giáo ở mục 1 thế nào là quần xã sinh vật. Mục 2, tìm hiểu bảng 49 để biết được những dấu hiệu đặc trưng của một quần xã. Và ở mục 3, tìm ví dụ liên quan giữa ngoại cảnh và ảnh hưởng tới một số cá thể của một số sinh vật trong quần xã.
Khi nào thì có sự cân bằng sinh học ở trong quần xã? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.